Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng cùng 12 bị cáo khác trong vụ mua bán hóa đơn trái phép trốn thuế. Vào phần xét hỏi, vợ chồng trùm hóa đơn mua bán hóa đơn trái phép Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh được hội đồng xét xử yêu cầu lên xét hỏi về tội danh đưa hối lộ. Đối với hành vi đưa hối lộ cho bị cáo Nguyễn Đình Dương, cựu chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng và Đỗ Thanh Hoài, cựu công chức chi cục thuế huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng, số tiền là 362 triệu đồng. Vợ chồng Đức thừa nhận việc này. Khai trước tòa, bị cáo Dương và Hoài cũng thừa nhận nhận hối lộ của vợ chồng Đức là 362 triệu đồng. Tiếp tục xét hỏi tội đưa hối lộ của vợ chồng Đức đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca. Bị cáo Đức và Ngọc Anh đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố, không có ý kiến gì khác. Đức và Ngọc Anh khẳng định lại một lần nữa trước tòa, đã 4 lần mang tiền đến nhà bị cáo Ca với tổng số tiền là 35 tỷ đồng để nhờ ông Ca chạy tội. Ông trùm mua hóa đơn trái phép Trương Xuân Đức khai có quan hệ thân quen như em với bị cáo Đỗ Hữu Ca khoảng 19 năm. Công việc gì nhà ông Ca, vợ chồng Đức đều có mặt. Khi hành vi mua bán hóa đơn bị phát giác, Đức đã bỏ trốn và Ngọc Anh đến nhà ông Ca nhờ chạy tội và được ông Ca đồng ý. Khai trước tòa, bị cáo Đỗ Hữu Ca thừa nhận Ngọc Anh 4 lần đến nhà đưa tiền với số tiền là 35 tỷ đồng. Việc này có sự ngộ nhận rất lớn. Tôi coi Đức như em ruột nên cố gắng cứu Đức trên tinh thần đúng pháp luật. Do đó, khi Đức vi phạm pháp luật chiếm đoạt tiền nhà nước thì phải khắc phục trả lại, bị cáo Ca khai. Theo lời khai của bị cáo Ca, quá trình trao đổi với Ngọc Anh, biết Đức có công ty ở Quảng Ninh về mua bán hóa đơn, có thể được trích lại 10% lợi nhuận. Do đó, Ngọc Anh ang áng phải chuẩn bị số tiền như vậy và mang số tiền đó đến nhà bị cáo Ca. Bị cáo Đỗ Hữu Ca khai, bản thân khi còn làm giám đốc công an, chỉ làm công tác quản lý, không nắm rõ về hoạt động hóa đơn, giá trị gia tăng, nên mới bảo Ngọc Anh tìm mọi cách gọi Đức về để hỏi cho rõ việc làm của Đức là như thế nào. Tôi rất muốn gặp Đức để đưa Đức ra đầu thú, nhưng không được. Tôi không bảo Ngọc Anh mang tiền đến nhà tôi. Cách Ngọc Anh mang tiền đến cũng cập rập, vội vàng. Mang tiền đến, Ngọc Anh chỉ nói là anh cất tiền đi cho em. Tôi nghĩ Đức đi vắng, nhà có ba mẹ con, nên Ngọc Anh mang tiền đến nhà tôi gửi. Khi nào lấy thì đến lấy. Bị cáo Ca giải thích trước tòa. Tiếp tục khẳng định tại tòa, bị cáo Ca cho rằng không hiểu ý của Ngọc Anh là mang tiền đến để nhờ chạy tội, mà chỉ nghĩ mang tiền đến để gửi. Tôi chủ quan, khi Ngọc Anh mang tiền đến không hỏi tiền ở đâu, tiền để làm việc gì. Mặc nhiên tôi chấp nhận ý nguyện của Ngọc Anh. Tâm nguyện của tôi là cứ giữ lấy số tiền này, khi nào Đức xong việc thì đến lấy. Khi tôi nhận thấy tiền này liên quan đến vụ án công an tỉnh Quảng Ninh đang làm, tôi chủ động nộp lại. Cơ quan kiểm đếm thì tôi mới biết số lượng là 35 tỷ đồng. Bị cáo Đỗ Hữu Ca khai. Bị cáo Ca nói thêm, tôi rất bực mình vì sự đường đột của Ngọc Anh, nhưng lúc đó nghĩ mình phải giúp Đức trong lúc khó khăn nên không nói gì, đã để Ngọc Anh đem tiền đến nhà mình. Những lần sau Ngọc Anh đem tiền tới, tôi cũng chỉ nghĩ đó là tiền để khắc phục hậu quả nên đồng ý mang vào nhà, hoàn toàn không biết đó là tiền đến nhờ mình chạy tội. Đó là cái sai lớn nhất của tôi. Sau 4 lần nhận tiền từ vợ chồng Đức, bị cáo Ca để tất cả các túi tiền vào chân giường ngủ của mình để trông giữ cẩn thận ngày đêm. Bị cáo không hề động đến hay tiêu đồng nào, tiền của Đức còn nguyên đến khi Đức bị bắt. Khi nhận thấy số tiền này liên quan đến vụ án công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra, nên bị cáo đã chủ động nộp lại cho cơ quan chức năng. Khi kiểm đếm, bị cáo Ca mới biết đó là số tiền 35 tỷ đồng. Tôi chỉ giữ cho Đức, không có ý định lừa đảo hay chiếm đoạt Đức. Tôi xin chịu trách nhiệm về số tiền này. Tòa xử tôi như thế nào thì tôi sẽ chấp nhận như thế. Bị cáo Ca phân trần. Yêu cầu đối đáp với lời khai của bị cáo Ca, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh khẳng định mang tiền đến nhà Ca để nhờ chạy án, chứ không phải mang tiền đến gửi. Hội đồng xét xử tiếp tục làm rõ chi tiết, Ngọc Anh đến nhà bị cáo Ca đòi lại tiền, bị cáo Ca không trả. Ngọc Anh khai tình tiết này nhưng bị cáo Ca phủ nhận. Hội đồng xét xử hỏi cựu giám đốc công an Hải Phòng, bị cáo thấy cáo trạng mô tả hành vi phạm tội của bị cáo có đúng hay không? Bị cáo Ca trả lời, bản thân ngay từ đầu không có ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có nhận tiền nhưng do không rõ Ngọc Anh mang tiền đến làm gì, không hiểu ý nguyện của Ngọc Anh. Hội đồng xét xử hỏi, bị cáo khai như vậy thì cáo trạng truy tố bị cáo là sai? Bị cáo Đỗ Hữu Ca trả lời, tôi không dám kết luận như thế. Tôi khai báo hết sức thành khẩn. Tôi mang tiền nộp lại khi chưa có quyết định tố tụng gì với tôi. Tôi không hứa hẹn, cam kết, dụ dỗ gì vợ chồng Ngọc Anh.
Đại diện viện kiểm sát công bố lời khai của bị cáo ca tại cơ quan điều tra và hỏi lại, lời khai có đúng không? Bị cáo ca tiếp tục giữ nguyên lời khai tại tòa. Đại diện viện kiểm sát cảnh cáo bị cáo ca cần khai báo thành khẩn để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bởi cơ quan tố tụng thu thập các chứng cứ một cách đầy đủ, đúng quy trình và khách quan. Lời khai nhận tội hoặc chối tội của bị cáo ca chỉ có giá trị khi phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh hỏi bị cáo ca, nếu bị cáo có ý định giúp Đức khắc phục hậu quả từ số tiền mang đến gửi nhà bị cáo thì không cần chờ Đức về. Bị cáo nói vậy là bao biện, tư tưởng của bị cáo là chưa đúng. Khi bản thân nguyên là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, giám đốc công an thành phố Hải Phòng thì bị cáo biết được gì và mất gì cho việc khai báo. Sau truy hỏi của vị đại diện viện kiểm sát, bị cáo Đỗ Hữu Ca im lặng và nói không có ý kiến gì thêm. Vụ án trên có 13 bị cáo bị đưa ra xét xử với 5 nhóm tội danh, gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc nhận 35 tỷ đồng để hứa hẹn chạy án. Vợ chồng ông trùm mua bán hóa đơn trái phép là Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh cũng bị đưa ra xét xử với 2 tội danh là mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ. Sau khi kết thúc phần thủ tục, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Quảng Ninh giữ phần công tố tại tòa đã công bố bản cáo trạng. Trước khi chuyển sang phần xét hỏi, chủ tọa phiên tòa cho biết riêng bị cáo Đỗ Hữu Ca đã được nhiều cơ quan ban ngành ở thành phố Hải Phòng gửi đơn đến tòa xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này. Cụ thể, Công an thành phố Hải Phòng, Hội Luật gia thành phố Hải Phòng, Hội Phật giáo thành phố Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân xã Tam Hưng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, Hội Cựu chiến binh và Hội người cao tuổi xã Kênh Giang có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đỗ Hữu Ca. Ngoài ra, chủ tọa phiên tòa cho biết còn có rất nhiều người dân đi ô tô đến tòa nộp đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đỗ Hữu Ca. Ngày 9 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh còn nhận được một công văn không đóng dấu mật nên được công bố tại tòa. Theo đó, nội dung công văn xin được giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đỗ Hữu Ca. Công văn này gửi tới Tòa án Nhân dân tối cao, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, chủ tọa phiên tòa công bố trước tòa. Sau khi công bố, Hội đồng xét xử chuyển sang phần xét hỏi đối với tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước gồm 4 bị cáo: Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh là vợ của Đức và Đặng Khắc Thành, Hà Thị Bích Nhàn đều là lao động tự do. Là người đầu tiên bước lên bục khai báo trong phần xét hỏi, bị cáo Đức cho biết bản thân bị bắt tạm giam nên có phần bức xúc và một bên tai bị điếc. Hội đồng xét xử đã ngắt lời bị cáo và yêu cầu bị cáo Đức trả lời câu hỏi đúng trọng tâm. Hội đồng xét xử hỏi, bị cáo có quan hệ thế nào với bị cáo Nhàn và Thành? Bị cáo Đức cho biết bị cáo Thành cùng quê, cùng xã và là cháu họ. Còn bị cáo Nhàn trước làm kế toán cho công ty của vợ chồng Đức. Hội đồng xét xử gặng hỏi, nội dung bản cáo trạng mô tả hành vi phạm tội của bị cáo trước mắt là tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước có đúng hay không? Với câu hỏi trên, bị cáo Đức nói hoàn toàn đúng và không có ý kiến khác với bản cáo trạng đã truy tố. Bị cáo Đức cũng đã trình bày tại tòa, quá trình khai báo tại cơ quan điều tra hoàn toàn khách quan, tự nguyện, không bị ép cung hoặc nhục hình. Sau đó, bị cáo Đức trình bày tóm tắt lại toàn bộ quá trình phạm tội của mình với tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước. Nội dung trình bày của bị cáo hoàn toàn trùng khớp với nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Cũng tại phiên tòa, khi được hỏi về các công ty ma đã thành lập để mua bán hóa đơn, bị cáo Trương Xuân Đức cho biết chỉ nhớ tên doanh nghiệp thành lập đầu tiên, còn những công ty khác sau này, bị cáo không nhớ nổi tên. Tổng cộng có 26 công ty được thành lập, nhưng bị cáo chỉ nhớ tên là công ty cổ phần Khánh Dung, tên các công ty còn lại thì không nhớ, bị cáo Trương Xuân Đức nói tại phiên tòa. Khi tòa hỏi về hành vi buôn bán, hóa đơn, thu lợi bao nhiêu, bị cáo Đức trả lời không nhớ. Bị cáo này chỉ nói số tiền thu lợi từ việc làm phi pháp trên đã dùng chủ yếu để mua đất đai. Khi bị bắt, bị cáo đã chủ động khắc phục 1,7 tỷ đồng. Cơ quan công an cũng đã thu giữ một vài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể bao nhiêu thì Đức không nhớ. Về phần vợ Đức, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh, khi được chủ tọa phiên tòa hỏi thì không trả lời gì ngoài việc nói rất hối hận và cảm thấy ăn năn. Điều khó hiểu, khi thẩm phán hỏi cơ quan công an có thu giữ tài sản gì, khi khám xét nơi ở, bị cáo Ngọc Anh nói không thu giữ gì. Điều này trái ngược với lời khai của ông chồng của bị cáo. Kết thúc phần xét hỏi với tội danh trên,
hội đồng xét xử chuyển sang phần xét hỏi tội trốn thuế với bị cáo Đỗ Thị Đua, Hà Thị Trang, Vũ Ngọc Tú. Cả ba bị cáo này cũng đều nhận tội và đồng ý với bản cáo trạng đã truy tố. Khu vực an ninh tại khu vực Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã được thắt chặt. Khác với các phiên xử khác, cơ quan chức năng đã dựng hàng rào an ninh quanh khu vực cổng ra vào của Tòa án Nhân dân tỉnh. Phía bên ngoài rất đông người dân ngồi quán nước theo dõi diễn biến phiên tòa qua loa phát thanh. 7 giờ 50 phút, các bị cáo được dẫn giải đến phòng xử án. Đúng 8 giờ 15 phút cùng ngày, chủ tọa tuyên bố khai mạc phiên tòa. Trong phần thủ tục phiên tòa, thư ký phiên tòa cho biết sức khỏe các bị cáo ổn định. Tuy nhiên, bị cáo Ca bị đau chân nên chủ tọa phiên tòa thông báo nếu phần trình bày trước tòa kéo dài sẽ cho bị cáo được ngồi. Ngày thứ hai, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng cùng 12 bị cáo khác trong vụ án trốn thuế, nhận hối lộ, đưa hối lộ, mua bán hóa đơn trái phép. Đầu phiên xử sáng nay, hội đồng xét xử đồng ý cho luật sư quay lại phần xét hỏi. Luật sư bào chữa cho bị cáo Đỗ Hữu Ca hỏi bị cáo có suy nghĩ gì về những lời khai trước đó vào tòa ngày hôm qua. Bị cáo Đỗ Hữu Ca trả lời, đêm qua về đã suy nghĩ rất nhiều về những câu hỏi của hội đồng xét xử và lời khai của các bị cáo. Ông thừa nhận, nhận thức pháp luật của mình chưa đúng. Tôi đã nghỉ hưu, tư duy pháp luật đã lỗi thời, tuổi thì già, tiếp cận kiến thức mới khó khăn. Bị cáo Ca giải bày trước tòa. Sau khi hội đồng xét xử giải thích, bị cáo Ca thừa nhận cáo trạng mô tả hành vi phạm tội của mình là đúng, phù hợp với kết luận điều tra. Bây giờ tôi đã nhận thức đầy đủ pháp luật, cảm ơn hội đồng xét xử, tôi đã nhận tội đúng như cáo trạng truy tố. Tôi thành khẩn khai báo, xin nhận được sự quan tâm, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, bị cáo Ca trình bày. Theo cáo trạng, năm 2005, Trương Xuân Đức, 53 tuổi, trú tại phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, thuê dịch vụ thành lập công ty cổ phần Khánh Dung để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời. Năm 2007, Trương Xuân Đức kết hôn với Nguyễn Thị Ngọc Anh, 45 tuổi, cùng vợ quản lý, điều hành công ty cổ phần Khánh Dung hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Ngọc Anh có vai trò là kế toán trưởng của công ty và được Đức giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa số hóa đơn và làm các thủ tục thành lập các công ty để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng Đức đã sử dụng căn cước công dân của cả hai và chứng minh thư nhân dân. Căn cước công dân của các cá nhân là người thân, người quen, bạn bè hoặc nhân viên làm thuê để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời. Với phương thức này, từ năm 2005 đến khi bị bắt giữ, Trương Xuân Đức cùng vợ đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Trong đó, kết quả điều tra xác định, từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 5 năm 2022, tại địa bàn các thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương và Quảng Ninh, vợ chồng Đức Ngọc Anh đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính lên đến 41,2 tỷ đồng. Theo cáo trạng, khoảng tháng 10 năm 2022, vợ chồng Đức biết tin Trương Văn Nam là cháu của Đức bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh bắt, khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời cũng điều tra xác minh về công ty của vợ chồng Đức quản lý điều hành. Do lo sợ bị xử lý liên quan, Đức đã bỏ trốn và chỉ đạo vợ đến gặp cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, đã nghỉ hưu, là người có mối quan hệ thân thiết với Đức để nhờ chạy tội. Sau đó, Ngọc Anh đến nhà ông Đỗ Hữu Ca tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, thông báo về việc Trương Văn Nam bị bắt và công an tỉnh Quảng Ninh đang thu thập hồ sơ liên quan đến công ty Thái Bình Dương mà Đức và Ngọc Anh quản lý, điều hành hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Ngọc Anh nhờ ông Ca tìm hiểu, tác động chạy án cho Đức không bị công an tỉnh Quảng Ninh xử lý hình sự. Mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông Ca. Qua trao đổi được biết, doanh số bán ra của công ty Thái Bình Dương là khoảng 200 tỷ đồng. Mặc dù không làm việc gì để lo chạy tội cho Đức, song ông Đỗ Hữu Ca vẫn bảo vợ chồng Ngọc Anh phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu bán ra của công ty Thái Bình Dương, tương đương 20 tỷ đồng, và một số tiền tiêu cực phí khác để lo chạy tội. Từ cuối tháng 10 năm 2022 đến khoảng tháng 12 năm 2022, vợ chồng Đức đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà ở thôn Trại Trên, Đồng Phản, xã Kinh Giang, huyện Thủy Nguyên. Lần đầu vào ngày 31 tháng 10,
Đức rút 8 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân và vay của một người bạn 2 tỷ đồng. Sau đó, cầm số tiền trên đựng trong hai túi du lịch, tối màu đi taxi, về thành phố Thái Bình gặp bạn nhờ chuyển cho Ngọc Anh. Ngọc Anh sau đó mang đến phòng khách nhà ông Đỗ Hữu Ca. Khi gặp, Ngọc Anh nói chỉ chuẩn bị được 10 tỷ đồng, nhờ ông Ca giúp chạy tội cho Đức và được Ca đồng ý. Sau đó, Ngọc Anh để lại tiền và ra về. Khoảng một tuần sau, nhiều lần qua hỏi ông Ca về việc lo chạy án, nhưng nhận được trả lời chưa thấy thông tin gì từ phía cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Ninh, nên Đức lo lắng. Về nhà lấy tiếp 5 tỷ đồng, rồi trực tiếp mang đến nhà ông Ca, tiếp tục nhờ chạy án và được ông Ca đồng ý. Lần thứ 3 vào ngày 11 tháng 1, thời điểm này, mặc dù đã hai lần đưa tiền cho ông Ca, nhưng cơ quan điều tra vẫn tiếp tục thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của mình. Nên vợ chồng Đức quyết định rút thêm 15 tỷ đồng từ ngân hàng để đưa cho cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng lo chạy tội. Xe ngân hàng sau đó đã được đưa Ngọc Anh đến nhà ông Ca. Nhân viên ngân hàng này còn giúp Ngọc Anh xách hai bao tiền để vào trong phòng khách nhà ông Ca, sau đó đi về. Ngọc Anh nói đã mang đến 15 tỷ và đưa cho ông Ca xem bản chụp tờ công văn của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của Trương Xuân Đức tại cơ quan thuế để ông Ca lo chạy tội cho đúng. Ông Ca bảo Ngọc Anh cứ đi về đi để ông lo việc này. Lần thứ tư là vào ngày 1 tháng 12. Thời điểm ngay sau khi cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hồ sơ liên quan đến các công ty của vợ chồng Đức tại cơ quan thuế. Thấy việc chạy án chưa có kết quả nên Đức chỉ đạo Ngọc Anh tiếp tục mang thêm 5 tỷ đồng đến nhà đưa cho ông Đỗ Hữu Ca. Khi gặp, Ngọc Anh nói đưa thêm 5 tỷ đồng nhớ ông Ca chạy tội giúp Đức vì tình hình quá nguy cấp. Sau khi nghe Ngọc Anh cho biết Đức vẫn đang lẩn trốn, ông Ca đã nói chuyện qua điện thoại của Ngọc Anh với Đức. Qua điện thoại, ông Ca bảo Đức về gặp mình. Hôm sau, vợ chồng Đức đến gặp hỏi về kết quả chạy án, nhưng ông Ca vẫn nói chưa nắm được thông tin gì từ phía công an tỉnh Quảng Ninh và bảo Đức về nhà ông Ca ở một thời gian để tiện trao đổi công việc, nhưng Đức từ chối. Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi, gần trước Tết Nguyên đán năm 2023, Đức lại cùng vợ đến nhà ông Ca tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên để hỏi kết quả chạy án. Tại đây, ông Ca nói đã lo xong việc ở công an Hải Phòng, còn ở công an tỉnh Quảng Ninh thì đã nhờ người tên Giang là người có mối quan hệ rộng trong lực lượng công an lo xong việc. Nếu cần, ông Ca sẽ bố trí cho sang Quảng Ninh gặp người đàn ông tên Giang, đồng thời bảo Đức cứ yên tâm về nhà ăn Tết, không phải lo lắng. Vì nể nang ông Ca nên Đức và Ngọc Anh không sang Quảng Ninh gặp ông Giang, đồng thời tin tưởng ông Ca đã lo chạy án xong. Đức không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn Tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, Trương Xuân Đức bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Anh đến nhà ông Ca hỏi về việc đã lo chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền 35 tỷ đồng. Nhưng ông Ca không trả lại tiền, còn mắng và đuổi Ngọc Anh về. Ngày 7 tháng 2, Ngọc Anh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Đến ngày 18 tháng 2 năm 2023, ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, khi bắt giữ khẩn cấp ông Đỗ Hữu Ca, cơ quan công an đã khám xét chỗ ở của ông Ca ở hai địa chỉ, tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản là tiền Việt Nam đồng và ngoại tệ, trang sức vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về nguồn gốc số tài sản trên, ông Đỗ Hữu Ca khai rằng số đồ vật tài sản trên có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an, do bố mẹ để lại, từ nguồn là quà lễ, Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án bất động sản của cá nhân ông Ca và vợ. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên không được vợ chồng ông Ca kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế. Xác minh của cơ quan điều tra cũng cho thấy, mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của Đỗ Hữu Ca và các bị can trong vụ án, nhưng việc vợ chồng ông Đỗ Hữu Ca không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án, bất động sản liên quan đến những tài sản trên cần phải được tiếp tục xác minh làm rõ. Ngày 24 tháng 11 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân
của vợ chồng ông Ca và toàn bộ đồ vật, tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can Đỗ Hữu Ca để kiểm tra, xác minh, xem xét, xử lý sau. Trước đó, ngày 3 tháng 2 năm 2023, ông trùm buôn bán hóa đơn Trương Xuân Đức bị công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt thì vào ngày 7 tháng 2 năm 2023, Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh năm 1979, bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Đến ngày 18 tháng 2 năm 2023, ông Đỗ Hữu Ca bị công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đã 4 lần nhận tiền của vợ chồng Đức, Ngọc Anh với tổng số tiền là 35 tỷ đồng với lời hứa chạy án cho vợ chồng Đức. Tuy nhiên, bị can Ca đã không thực hiện lời hứa và giữ lại số tiền đó. Sau khi bị bắt giữ, bị can Ca đã nộp lại số tiền trên cho cơ quan công an. Với những hành vi trên, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã truy tố bị can Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến 35 tỷ đồng chạy án, ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng khẳng định không nhận tiền nhưng đối tượng chạy án cứ để tiền lại trong nhà. Tổng cộng 4 lần, ông Đỗ Hữu Ca thừa nhận bị can Ngọc Anh có đến gặp ông tại nhà riêng ở Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, nói bị điều tra về các công ty mà chồng bị can quản lý, đồng thời nhớ ông Ca cứu giúp. Dù vậy, ông Ca không thừa nhận việc nhận tiền trên để chạy tội cho Đức, mà khai rằng số tiền này là do Ngọc Anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ ở tầng 1. Ông Ca khai bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng chạy tội cho Đức và cũng không tác động sử dụng tiền trên để chạy tội cho Đức. Đối với người đàn ông tên Giang, ông Đỗ Hữu Ca khai có quen biết với một người tên Giang công tác tại công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nhưng người này cũng đã nghỉ hưu. Ông Ca và ông Giang thỉnh thoảng liên lạc, gặp gỡ nhưng chưa bao giờ đưa tiền hay tác động nhớ ông Giang chạy tội cho Đức. Vào thời gian trước Tết Nguyên đán năm 2023, khoảng một tháng, ông Đỗ Hữu Ca và ông Giang có gặp gỡ, ăn uống với nhau tại Hải Phòng, nhưng chỉ nói chuyện cuộc sống, gia đình, không nhờ và chạy án cho Trương Xuân Đức. Tuy nhiên, theo cáo buộc, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, Ngọc Anh đã 4 lần đưa tiền tại nhà riêng cho ông Đỗ Hữu Ca. Trong đó, lần thứ nhất là 10 tỷ đồng, lần thứ hai là 5 tỷ đồng, lần thứ ba là 15 tỷ đồng và lần cuối cùng là 5 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quá trình đưa tiền nhờ ông Ca chạy tội, Đức còn bảo con trai nhiều lần đến nhà riêng của ông Ca để hỏi han tình hình. Nhưng tất cả các lần, ông Đỗ Hữu Ca đều trả lời đang lo việc, cứ bình tĩnh yên tâm. Người con trai của Đức khai trong các lần đến gặp ông Ca, có lần người này mang theo bản chụp tới công văn của cơ quan an ninh điều tra thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của Đức để ông Ca xem, lo cho Đức. Theo cáo trạng, dù đã đưa tiền, cơ quan an ninh điều tra tỉnh Quảng Ninh vẫn điều tra xác minh các công ty của Trương Xuân Đức. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, Trương Xuân Đức bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi Đức bị bắt, bị can Ngọc Anh đã tìm đến nhà ông Ca rồi xin lại 35 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Ca không trả lại tiền và đuổi Ngọc Anh về. Tiếp đó, đến ngày 7 tháng 2 năm 2023, Ngọc Anh bị bắt giữ. Đến ngày 18 tháng 2 năm 2023, ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.